Tôi là Nguyễn Văn Bá, 75 tuổi, sống ở ấp Phú Thành, xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của tôi là 0975249315. Thưa ông, là ông bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD từ khi nào và khi đó biểu hiện của bệnh ra sao vậy ông? Thì mới ban đầu á, thì nó chỉ mỗi năm vậy đó, mùa đông á thì nó ho. Ho thì rồi trong cái mùa đông đó thì chữa bệnh thì hết. Hết thì càng ngày, năm nào cũng vậy, cũng lặp đi lặp lại hoài. Lần lần một năm á, nó ho 2-3 tháng. Rồi kế tiếp đó là rồi nó ho dai dẳng, ho hoài, ho từng cơn vậy đó, ho hoài. À, nếu một lần ho vậy là chừng 4-5 phút là mới hết. Và nó ho chịu không nổi, là khạc, là nó rắc cổ họng luôn á. Nó có đờm, nhưng mà là ho là nó cứ nghẹn, nó ho không có ra. Nó không ra mà cứ nó khạc ra được thì nó đóng cục, và nó quánh lại chứ nó không có nước hay là gì, nó quánh lại, nó không có tan. Rồi tiếng nó cũng nó khàn, nó không có nói rõ, nó thanh nữa. Thì đi bác sĩ ở bệnh viện một phòng sạch thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện phổi của Bến Tre. Bác sĩ nói là viêm phế quản mãn tính đó, thì cũng chữa thì uống thuốc tây đó. Thì tôi cũng nhớ là ông chỉ cho uống là kháng sinh với tan đàm đó, rồi với một loại thuốc cũng như là paracetamol đó, cứ đi lặp lại hoài như vậy thôi. Uống thì nó đỡ, rồi không uống thì nó cũng trở lại như bình thường vậy. Tới năm tháng 11 năm 2019 á, thì hồi đó là bắt đầu tức ngực rồi khó thở nè, thở không được, thở nó tức cái ngực, nó bể cái ngực luôn, rồi nó mệt, rồi là thở không ra hơi, là tưởng ngất, là tưởng chết rồi đó. Chở đây lên trên 115 ấy, là chở đi không kịp, mới đi tới Tiền Giang thành phố Mỹ Tho đó, thì mệt quá rồi, hồi đó là tưởng đi không nổi nữa, mới tấp vô bệnh viện 120 chỗ đầu cầu Rạch Miễu á, mé bên Tiền Giang á đó, bệnh viện 120 đó, vô sơ cứu thì mấy ông bác sĩ ông bây giờ chuyển đi, cho bây giờ ở đây là không có bảo đảm, không chữa được, thôi chuyển đi đó. Mới vô ông sơ cứu một hơi cái thơ, ông thấy khỏe, thôi bây giờ ông muốn ở đây á thì tôi chữa, còn ông muốn đi lên tuyến trên Chợ Rẫy hay là hoặc 115 vậy thì tôi đưa đi đó. Thì hồi đó tôi thôi giờ đưa tuyến trên lên cấp cứu ở bệnh viện 115 ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Cấp cứu thì ở trên mới chữa, là nói tôi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mà đi theo bệnh viện 115 là 6 tháng trời mà không hết. Hết cái thuốc, chừng hết cái thuốc chừng 5-7 bữa là bắt đầu ho lại. Đi tái đi tái lại hoài vậy đó. Ngủ không được, mà ăn uống cũng không được. Nó sụt cân dữ lắm. Rồi tôi thấy hồi đó mình không biết thế nào. Không biết là căn bệnh này đã ảnh hưởng như thế nào đối với là cuộc sống sinh hoạt của ông ạ? Thì giờ nó thì giờ chỉ có ho, chỉ là ngồi thở thôi, chứ còn có không có làm gì được đó. Không có dám đi đâu đó. Đi thì đôi khi hơi đi mệt rồi là đi kiếm mà trở về, thì đâu có dám đi. Có khi tôi lúc trước tôi đi lên giường ở trển, đi với bà nhà nè, đi trển rồi mệt ở trển, rồi phải đưa về, rồi sau này đâu có dám đi nữa. Rồi mai coi trên máy tính, trên mạng thấy cái lọ mà nó có cái cây mà có hai lá phổi xanh á, để boni là tóc á, đó tôi mới lần theo mới điện công ty để tư vấn giùm tôi, thì công ty mới tư vấn thì tôi mua boni là tóc, tôi mới uống là một ngày là 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên. Thì hồi đó thì tôi uống, bắt đầu tôi uống đó thì trong vòng là
nửa tháng thì bắt đầu thấy mình ủa sao lạ vậy? Điều đó thì uống thuốc tây 5-6 tháng rồi mà không thấy gì trơn, mà mình uống Budi Detox mới nửa tháng thì đấy nó bớt ho nè, rồi cái tức ngực cũng bớt mà khó thở cũng bớt, mà đàm á thì nó mình ho đàm nó ra dễ lắm, nó loãng mà nó bả ra chứ nó không có còn đặc quánh như hồi trước nữa. Thế tôi mới uống thêm là nửa tháng nữa, tức là một tháng thì thấy hồi đó là hết khó thở rồi không có còn mệt nữa, mà cái đàm á thì nó ra rất dễ dàng, mà nó ra từ mà đàm trắng đục ha, trắng đục rồi nó trở ho tới cái ra màu trắng trong. Đó, trắng trong thì hồi đó thì vẫn còn ho nhưng mà nó ra ít lắm, một ngày chừng 4-5 tiếng à, chứ không có nhiều. Rồi tôi uống tiếp tới một tháng rưỡi thì mới bắt đầu là tự nhiên là nó hết, thấy hết ho, hết mà đau ngực, mà hết đàm, không còn cái gì nữa. Hồi rồi 1.5 tháng là bắt đầu, tới bây giờ luôn, tới bây giờ là tôi uống 3.5 tháng rồi đó, đúng 3.5 tháng rồi, là chưa có ho một tiếng nào. Mới đầu tôi uống nửa tháng đầu thì tôi mới có uống thuốc tây kèm theo của bệnh viện nó cho đó, rồi với xịt là cái thuốc xịt là Seretic á đó. Đó, xịt thì mỗi ngày sáng 2 nhát, chiều 2 nhát đó, thì xịt như vậy thì uống có nửa tháng kèm với Budi Detox. Rồi tôi mới thấy nó khỏe, nó đỡ quá. Tôi mới điện ra công ty nói thôi bây giờ hỏi bác sĩ á, coi có bớt cái thuốc tây lại hay không. Thì tôi mới về, tôi mới nó cũng hỏi bác sĩ không, nếu như vậy thì thôi bớt lại đi. Hồi đó tôi về tôi không bớt mà tôi bỏ luôn. Bây giờ tôi bỏ luôn. Tôi uống bữa đi tóc không. Là uống cũng sáng 2 viên, chiều 2 viên, uống riết là tới 1.5 tháng là nó dứt luôn, không còn ho một tiếng nào. Đầu sáng giờ cô lại đây là thấy không có ho một tiếng nào, ngủ được và ăn được. Ông thấy sử dụng Budi Detox thì mình có tác dụng phụ gì không? Không thấy cái gì đó, nó bình thường, nó không có tác dụng phụ. Còn cái kia là uống thuốc tây ấy, thì nó nhức đầu chóng mặt dữ lắm, nó đôi khi chóng mặt mà mình đi không được á. Uống thuốc tây ấy, nó 4-5 năm rồi sao mình cứu cấp là 6 năm, hồi 6 tháng nữa mà không hết, mà cái này uống chỉ có nửa tháng à, mà tôi thấy nó khỏe ra rồi, mình thấy là có hy vọng là tôi uống tiếp, là thấy bây giờ rất khỏe. Sau một thời gian sử dụng Budi Detox thì không biết là cuộc sống của mình đã có những chuyển biến tích cực như thế nào ạ? Thì rất khỏe, bây giờ đó là tôi sống là đi mần mụn rồi được, làm gì cũng được hết. Mà hồi đó tôi ngồi vậy đó mà tôi thở mà không ra hơi đó. Mà bây giờ mỗi sáng tôi thể dục là đi 30 phút là không sao hết. Đi 30 phút là vẫn bình thường, khỏe mạnh như thường. Nhà uống cái này rồi giờ đi đâu cũng được hết đó. Đi khỏe lắm. Đi xe đạp mà chạy, đi xe đạp chừng 1 cây số rồi là không có chạy nổi nữa. Mà bây giờ đạp cũng mấy cây số cũng không sao. Trước khi mà tôi uống Budi Detox á, thì tôi có uống của công ty Botania đó, là cái Bunimen. Tôi cũng bị phì đại tiền liệt tuyến. Đó, tôi uống Bunimen thì trong vòng 6 tháng thì nó dứt luôn tiền liệt tuyến. Thì nó giảm hồi đó là 50. 50 thì xuống là nó còn 30. Thì đêm vậy là 9-10 lần. Mà khi uống 6 tháng rồi thì nó chỉ còn 1-2 lần thôi. Đó, thì ra tôi thấy yên tâm luôn. Rồi một cái thứ hai là tôi bệnh nữa là suy giãn tĩnh mạch mà tôi uống là Buniven nó cũng 6 tháng nữa, thì bây giờ là dò cản tôi không có sưng, không có gì đó, bình thường luôn. Vậy ông có lời khuyên nào đối với lại những bệnh nhân đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, cũng như là những bệnh nhân đang mắc viêm phế quản mãn tính hay không ạ? Nếu mà bị phổi tắc nghẽn mãn tính thì tôi có ý như thế này là nếu dùng thuốc tây là khó hết, nói thật, tôi dùng thuốc tây là khó hết, nó chỉ bớt vậy thôi, hay là xịt là nó để nó
nó dịu cơn đa cơn mà đàm đó thôi, chứ nó không hết. Thành ra tôi thấy là cái sản phẩm Bonnie đường tóc này là rất hiệu quả, nó rất hiệu quả thiệt. Nó làm cho cuộc sống của tôi bây giờ nó thấy là lạc quan lắm, thấy yêu đời lắm, chứ không phải như hồi trước. Thì mấy bạn bè đó, thì giờ tôi cũng nói đâu, bây giờ các anh mà nếu mà có ai bệnh như tôi vậy đó, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nè, viêm phế quản mãn tính, rồi giải độc phổi gì đó, tôi cho họ cái cẩm nang đó, họ coi. Rồi tôi nói là mấy anh là nếu mà có ai giới thiệu cho uống cái này là nó hay lắm, nó bảo đảm mà hay lắm, là tôi uống đã hết rồi đó. Thành ra họ cũng biết tôi là ở đây là tôi bệnh cái đó lâu lắm rồi, mà bây giờ họ thấy tôi là tôi giới thiệu hết là họ cũng mừng lắm. Để khi nào mà có người nào là bệnh như vậy là họ sẽ chỉ, ngày tôi cũng chỉ nhiều người rồi. Dạ, con xin chúc mừng ông đã có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống an vui với bà. Con xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ.